như mình đã review lúc đầu ấy, tổng phanh RCS 15 tổng côn của bạn ấy chơi TWM. Và tiếp theo nữa các bạn biết đấy, là tiếp theo nữa là tổng phanh của bạn ấy đang chơi con Nissin Jin. Đấy, con Nissin này rất là giống Nissin Samurai á. Thì tại sao mà phải chơi bản 15? Bởi vì là 15 bạn ý tổng phanh này sẽ phải nhồi qua hệ thống ABS mới đến cái tổng phanh Nissin Jin của bạn ý, của phanh Jin. Thì hôm nay mình sẽ review luôn cho anh em chiếc Honda CBR250RR mà lên rất là nhiều đồ chơi cơ bản. Đấy, mình nổ máy cho anh em này. Đấy, bô Jin 2 bô cực kỳ là đẹp luôn, và hay con này lắp cho nhiều dòng xe đẹp lắm. Ngày xưa mình lắp cho R3 2020 mình thấy kết cơ. Đây mình nổ máy nhá. Một chiếc xe quá nhiều công nghệ, một chiếc xe quá nhiều công nghệ nằm ở con Honda CBR250RR này. Chỉ có 250 phân khối thôi mà nó có thể gõ chết con Kawasaki Ninja, Ninja 300 và Z300, gõ chết luôn. Nhưng với MT03 và R3 không được đâu. Bởi vì là con kia nó tận 321 phân khối cơ, hơn nhau tận 100cc thì là không gõ được. Nhưng mà để nói chạy con này một con cực kỳ là hay. Second control, chế độ mốt, 3 chế độ chạy, manual, sport và sport cộng. Khi mở sport cộng lên thì chạy hay vãi trưởng luôn. Ok anh em, và mình đi review con này nhá. Chào mừng anh em quay trở lại với Quân Béo Moto Vlog. Và hôm nay mình sẽ review cho anh em một cái bàn đầy tiền, quá nhiều tiền ở trên cái thùng này. Cái bàn này mình nghĩ là cũng giống như kiểu chị Angela Phương Trinh, chị ngồi bóc đồ riu ấy, bóc cái túi xịn ấy. Thì đây cũng Quân Béo Moto đập thùng túi xịn. Thì đây như anh em biết là một hộp Brembo RCS. Nó sẽ là nguyên thùng nó sẽ như này. Đấy, bây giờ mình sẽ đập thùng ra cho các bạn xem. Đấy, đập thùng ra một bộ Brembo RCS mới nó sẽ có những cái gì. Đây, con này là chắc chắn rồi, 4 cái lòng đen. Đấy, 4 lòng đen đồng, zin chính hãng, hộp sách đầy đủ. Đấy, dây đọc này, dây đọc báo phanh này, tem Brembo này, thẻ bảo hành này. Đấy, ốc dầu này. Tại sao chúng ta phải cần ốc dầu này? Vì ốc dầu này là chân 100 nhá, chân 100mm, nó không phải là chân 1.25 như những cái con heo bình thường. Đấy, và đây cái chân dầu nó bắt vào đây. Đấy, các bạn thấy không? Và cái này nhá, có những cái tổng phanh này các bạn bảo là sao không có mã QR này. Mã QR này là mã QR của người bán thôi nhá, nên là anh em đừng quan tâm. Đây là tổng phanh real của Brembo, có logo. Đấy, đầy đủ logo, có mã vạch. Đấy, đây là Brembo, con này là RCS 14. Thì hôm nay mình sẽ review cho anh em những cái dòng xe mà không dùng ABS nhưng lên tổng phanh Brembo, như Exciter, như Winner, như MT, như 15, như TFX, như R15V3, hay đơn giản cả những dòng xe gì Ninja 300, Ninja 400 dùng heo zin, thì chúng ta hoàn toàn có thể, hay là CB300, CB150 đều có thể sử dụng được. Chúng ta dùng tổng phanh RCS 14 hoặc RCS 15. Đây các bạn thấy tại sao lại gọi là RCS 14 hoặc RCS 15. Thì đây nó sẽ có chữ là tổng 15 RCS hoặc là tổng 14 RCS. Con này là tổng 14 RCS. Nó khác nhau độ lớn ở trong cái piston này. Đấy, và các bạn thấy không, đây là cái cấu tạo của nó này. Đấy, một tí nữa camera mình sẽ quay review chi tiết tất cả cái sản phẩm này cho anh em, ngay từ đến những con ốc zin này của nó luôn. Đấy, chiếc này là chiếc new mới 100%, và line new mình cũng có, nhưng hôm nay mình sẽ review chiếc new. Thì một bộ tổng phanh này nó đưa ra sẽ không có cái cốc dầu này đâu nha anh em nhá. Đấy, đây là hai cái cốc dầu mà mình đã đi kèm. Đây là cốc dầu Brembo có giá 550.000 một cái cốc dầu này, nhỏ nhưng mà đắt vãi luôn. Không phải là nhỏ có võ, nhỏ nhưng đắt vãi luôn. Và khi nó có võ là cái gì, thể hiện sự lâu dài, nó dùng lâu, cái dầu phanh đốt 4, đốt 3 của mình ấy nó sẽ không bị phá vỡ hay nứt cái chân này. Nếu anh em nào dùng cái cốc dầu Brembo 150.000 hay là 120.000 hay 175.000 hay là cả 250 luôn hay là 450 luôn,
không có hàng xịn luôn, thì cái con này là nó sẽ dùng lâu sẽ bị vỡ. Và cái nhựa này mình bảo hành luôn, và mình dám bảo hành trọn đời luôn là cốc dầu này Brembo xịn. Nếu không phải Brembo xịn, mình sẽ bóc ra mình ăn hết cái đống cốc dầu Brembo kia trong này, ăn sống luôn cho các bạn. À, nhựa này thì tiêu hóa nó cũng tốt thôi, không sao cả. Và thêm một cái kèo nữa là kèo cốc dầu Adeline chính hãng. Thì con này mình cũng cam đoan trọn đời nó là Adeline chính hãng. Thiết kế rất giống Brembo. Đấy. Nhưng nó là chính hãng của Adeline. Rất rẻ luôn, 250.000 một cái cốc. Đấy, anh em nhìn thấy hai thiết kế nó giống nhau không? Cùng là chân đưa chéo. Nhưng con này vát lên. Đấy. Và con này bảo hành 6 tháng nha anh em nhá. Con này bảo hành 6 tháng. Đấy. Đây là cốc dầu Adeline thì mình sẽ không nói nữa. Và tại sao mình lại review cho anh em tổng phanh để nó đi kèm với heo nào? Như các bạn thấy là những xưởng độ khác ở trong Sài Gòn, người ta thường lên heo Brembo 2 pit đôi sưng và 4 pit. Thì hôm nay mình sẽ review hết cho anh em những dòng xe nhỏ lên được những heo gì. Đơn giản như đây, con heo Brembo 4 pit. Con này là pad lắp chuẩn cho R3 2020. Tại sao lại cái pad này lắp chuẩn R3 2020? Vì R3 đời cũ sẽ không lắp được pad này. Đấy, con này là con heo Brembo 4 pit này. Đấy, đều có logo hết tất cả, má phanh mới tinh luôn. Đấy, tại sao lại phải gọi là má phanh mới tinh thì tí nữa mình sẽ review cho anh em. Đây, một con Line New M50, má phanh nó còn ít đã, má phanh mới đây. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, nhưng mà thiết kế đặc trưng của M50, má phanh sẽ không quá dày như con 4P này nhá. Thì con này lắp chuẩn cho R3 2020, chúng ta sẽ phải mua rời củ phanh này và phát phanh này. Củ phanh này có giá trên thị trường là 5.200.000 nhá, bao lắp đặt. Đấy, pad phanh này thì tùy loại, pad phanh ghép, pad phanh đúc thì nó khoảng tầm 600.000. Nhưng mà pad CNC nguyên từ khối to này thì nó thường là giá có khoảng tầm 850 đến 1.2 triệu. Đấy, tùy chất liệu nhôm các bạn chọn. Đấy. Và với những cái bạn xe to thì bạn sẽ dùng con heo 4 pit này. 4 pit này. Nhưng mà với những anh em hay là ngay cả mới đích, người ta cũng dùng heo 4 pit này cũng rất đẹp. Anh em có thể T-Mix này, MT này, R15V3, hay như các bạn thấy là chiếc XR của con béo mô tô cũng đang dùng heo 4 pit đấy. Mình đã có review bài trước rồi. Hôm nay chúng ta sẽ đi lại con heo 2 pit. Thì 2 pit con này anh em thấy trên thị trường rất là nhiều rồi đúng không? Con heo Brembo logo nhỏ 2 pit này, màu xám này rất nhiều. Nhưng con màu đen này thì anh em lại nghĩ nó là gì? Nó là hàng copy. Không các bạn ạ, con này cũng là heo real luôn, Brembo 2 pit màu đen. Và giá của nó là bao nhiêu? Giá của nó vẫn như thế, vẫn giống với giá heo xám kia. Và cái pad chân heo này là pad chân lắp cho Honda MX 125. Vì tại sao? Vì anh em Honda MX 125 lắp con heo Brembo này rất nhiều luôn. Và tiếp theo nữa, con 2 pit đằng sau thì thường thì các bạn sẽ lựa chọn con 2 pit đằng sau là con heo Brembo logo nhỏ này đúng không? Vì tại sao các bạn biết không? Giá trị nó nhỏ. Thực ra là cái pad này, cái kết cấu của con 2 pit này, độ dày này, độ hai chân lỗ này, nó giống hệt con 2 pit logo nhỏ. Nhưng con này nó cao cấp hơn, nó là hàng phay CNC mặt phẳng logo lớn. Đấy, con này gọi trên thị trường anh em gọi là logo đỏ, logo lớn cũng là thế. Đấy, thì con này nó cao cấp hơn, nó là có giá 3.8 triệu cơ, đắt hơn nhau tận 1.50 triệu. Đấy, anh em nhìn hai con mặt sau này giống hệt nhau nhưng mặt trước có sự thay đổi. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, con này là con logo lớn thì nó đắt hơn. Và tiếp theo nữa là mình sẽ thấy, các bạn thấy không? Cùng một con heo nhưng mà một pass trước một pass sau. Đấy, bộ này là full combo dành cho anh em chạy Winner, Winner X hay là Exciter lên thủ trước của Winner X. Đấy, Winner, Winner X. Đấy. Với những các bạn như là R3 đời cũ hay là những bạn không chạy qua ABS mà các bạn chỉ muốn chơi tổng Brembo RCS 14, 15 mà các bạn bảo là em vẫn muốn lên con M50 này, có lên được không? Với mình khẳng định với các bạn luôn là có lên được, nhưng nó không thể nhồi qua hệ thống phanh ABS được, mà nó nhồi thẳng trực tiếp luôn. Dầu tổng phanh RCS 14 nhồi thẳng trực tiếp vào M40 này, M50 này thì nó cực kỳ là ok. Nhưng nếu mà nhồi qua ABS thì không lên được nha anh em nhá. Nếu mà qua ABS thì anh em chơi tổng 17 cho mình. Và video và review tổng 17 và 19 mình sẽ làm ở một video khác. Cộng với là video sẽ mình sẽ làm thêm nhiều video review về đồ hơn. Giống như con này. Đấy, đây là con cùm TWM. Đấy, made by TWM nên nó gọi là cùm TWM. Thì cùm này mình đã lắp lên rồi. Còn cái cùm mới tinh thì cấu tạo nó sẽ là như nào? Đấy, nó nguyên đai nguyên hộp, nó cấu tạo nó như nào thì mình sẽ dở ra cho anh em xem. Đấy, cấu tạo nó từng miếng này, xong chúng ta sẽ ghép lại với nhau.
đây là cùng TWM, và TWM mình luôn nói là của Domino thì nó có lý do đây. Đây, Made in Italy and Domino. Đấy. Thì và tiếp theo nữa, cụm côn ở trên thị trường anh em nhắc đến Acosato rất là nhiều. Thì con béo ô tô cũng có Acosato, nhưng mà mình sẽ review cho anh em chi tiết sản phẩm Acosato cộng với nó nhẹ côn như nào ở những video sau nhá. Ok anh em, và chúng ta cùng đi xem chiếc Honda CBR250RR lên tổng côn Brembo RZ 15 tổng phanh tổng côn TWM tổng phanh Brembo RZ 15 nó như thế nào nhá. Ok anh em, chúng ta cùng đi thôi. Một chiếc xe được rất nhiều mọi người hâm mộ, mọi người săn đón, giới trẻ của Việt Nam mình săn đón, đấy là chiếc Honda CBR250RR này. Và ngay cả bên Thái Lan cũng đã phải nhập khẩu lại, quay trở lại để phân phối. Đó là chiếc Honda CBR250RR Reborn. Và đến những năm 2019, 2020 thì Honda Thái Lan mới bắt đầu lại phân phối lại chiếc CBR này. Và trước đấy là nó có của Indonesia. Và cái cấu tạo con này thì anh em có thể search Google, nó là hai máy 249cc cộng với là có 3 chế độ chạy. Đây, camera quay vào màn hình đây, máy sẽ chỉ các bạn. Cái passing ấy, cái công tắc passing nó sẽ nằm ở đây, giống như SH hay là Winner hay là các dòng xe khác. Đấy, các bạn thấy mình passing nháy đèn này. Đấy. Và cái công tắc này để thay đổi cái chế độ sport như mình chạy. Đây, mình đổ máy lên nhá các bạn nhá. Mình đổ máy lên này. Nó đang nằm ở chế độ sport, các bạn thấy không? Đấy, và bây giờ mình sẽ bấm cái nút này để mình di chuyển nó. Đấy. Nó về sport cộng. Đấy các bạn thấy không? Về sport cộng và mình chuyển về chế độ bình thường là comfort. Đấy, là đi chế độ bình thường nhẹ nhàng nhất, đỡ mệt nhất. Nhưng mà chế độ sport là chế độ mạnh hơn. Chế độ sport cộng là chế độ rất là mạnh. Đấy là cái cơ chế luân chuyển của chiếc xe này. Thì nói thật với anh em luôn là con này mạnh vãi luôn. Thiết kế body rất đẹp luôn. Mình dám khẳng định luôn con này, nếu mà nó là thiết kế mà con CBR 650RR, hệ thống 4 máy đưa mọi thứ nó to lên, lấy nhất nguyên bộ thiết kế này, xa con CBR 650RR nó còn kinh khủng nữa. Nó trông nó dữ dằn hơn chiếc Honda CBR 650R tại Việt Nam. Mình kết cái dàn đuôi này, dàn đuôi này của con này thao hao giống CBR 500 hơn so với chiếc CBR 650. Đấy. Và hôm nay là cái phần review cho anh em về cái tổng phanh. Đấy, như chiếc xe này đã lắp lên thì một bộ tổng phanh của nó gồm Brembo RZ 15 hàng new, hàng mới anh em ạ. Mình có cả hàng lai new nhưng mà bạn chủ xe lắp hàng mới, cộng với thêm là một cái tai kẹp bình dầu titan, kèm thêm cốc dầu Brembo new. Và cốc dầu này là phải tính mua riêng nhá. Nếu anh em có thể lắp cốc dầu CNC, anh em có thể lắp cốc dầu Brembo, anh em có thể lắp cốc dầu Adeline, đấy là quyền lựa chọn của mỗi anh em. Như con này của mình cũng chơi là bình dầu Brembo. Đấy. Mình, nhưng mà tổng của mình là tổng 14 mm. Đấy. Và mình cũng đi cốc dầu Brembo. Đấy. Và tai titan. Thì đặc trưng của con Brembo RZ 15 này thì nó bóp rất là mềm mượt và nhẹ nhàng. Đấy là cái điểm mà rất nhiều anh em ưa chuộng. Và tiếp theo là sang đến tổng côn. Và chiếc côn này thì chủ xe sử dụng không phải là Acosato, mà chủ xe sử dụng là con TWM của Domino. Đấy. Yamaha. Con này là con made by TWM. Và con này là của Domino sản xuất. Đấy, của một công ty của Domino. Đấy. Rất là nhẹ luôn, cực kỳ là nhẹ. Và hàng này là hàng real nhá, bảo hành trọn đời hàng real. Thì bởi vì là thay cái tổng zin thì anh em có hai lựa chọn. Nếu mà chúng ta giữ lại tổng phanh, tổng côn zin, chúng ta có thể thay tay phanh, tay côn cũng ok. Nhưng mà để thay đổi toàn bộ cái vận hành của nó thì chúng ta sẽ có thể thay được cái tổng phanh Brembo, tổng côn TWM hoặc Acosato. Và cái tổng côn này, bài tổng côn này mình sẽ review lại sau cho với những bài review khác. Hôm nay mình chỉ review tổng phanh thế thôi. Và tổng côn mình hay tổng phanh mình có hàng của Racing rất nhiều. Nhưng cái này hãy chờ những video khác mình sẽ review tiếp tục cho anh em. Và mình quay lại với chiếc Honda CBR250RR này. Thì ngoài hệ thống hụt Showa màu vàng rất đẹp đây ra, thì chủ xe sử dụng cái đĩa. Ui, đĩa này đĩa đỗ chứ, đâu phải đĩa gì đâu. Con này như là đĩa đỗ ấy. Đĩa zin lòng đưa ra. Đấy. Và đây là heo nitin kiểu samurai rất đẹp luôn. Chủ xe đã lắp chiếc che két
của Minh Long Moto bán xe tặng kèm jacket luôn. Đấy, Minh Long Moto cả số điện thoại luôn. Kinh vãi nhỉ. Có khi mình cũng phải làm quả jacket số điện thoại của mình. Và một hệ thống chống đổ. Ở đây chống đổ đây bạn lắp đây chống đổ cũng kiểu như kiểu bên mình lắp, nhưng mà cái này là không phải mình lắp. Một đưa giật ra đưa lên, hai thanh nó răng cho nhau. Nó đưa cục chống đổ ra. Cái này là hàng tự chế này. Đấy. Và cốc dầu sau cũng là sử dụng là Brembo. Đấy, cốc dầu Brembo luôn. Đấy, zin của bạn ấy là cốc dầu rất là to ở đây, nhưng bạn thay rất là đơn giản thôi. Bạn ấy lên chỉ có lên cái cốc dầu trước sau, tổng phanh Brembo, tổng phôn là CWM và kèm thêm cái phát biển CNC. Thì đây là cái phát biển mà mình đã review rất là nhiều, mình lắp cho rất nhiều dòng xe. Tại sao bây giờ mình không lắp phát biển 500 nữa? Vì nó rất là yếu, nó không được khỏe như phát biển CNC này. Chúng ta muốn tháo ra, gập vào thì chúng ta sẽ có thể tháo con lục này ra thôi. Tháo con ốc lục này ra, hai ốc lục này ra, đút gập nó vào trong cái là ok luôn. Đấy, rất là gọn gàng và chắc chắn, chạy hoàn toàn là không sợ gì. Kèm thêm là đây chủ xe đã có lắp thêm cái rè chắn bùn, cái gạt cứt đấy của hai mặt phản quang. Nhưng anh em khi lắp cái rè chắn bùn này nhớ để ý cho mình cái điểm này nhá. Luôn luôn phải có con ốc tì càng. Đấy, luôn luôn phải có con ốc tì càng. Cái lực hút của trái đất là luôn làm đổ cái tất cả mọi vật liệu đi xuống dưới đất, đúng không? Hút xuống dưới đất thì cái ốc càng này nó sẽ chống vào cái càng xe này của bạn, làm cho cái gì? Làm cho cái chắn bùn này không bao giờ bị tuột xuống, nó cực kỳ là an toàn. Đấy. Còn nếu mà sắp tới là Quần Mèo Mô Tô cũng sẽ nhập về cả cái gì? Cái vành 5.5 chuẩn của Indonesia độ cho CBR250RR. Anh em hãy đón chờ nhá, hàng của mình đang về rồi. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi vlog của Quần Mèo Mô Tô. Hẹn gặp lại anh em tại vlog sau khi chủ xe đến và độ với bô rìu. Đây. Cái AKOVIC full strip on luôn. Full. Cái này là không full nhá. Cái này là AKOVIC Racing Line. Nó chỉ có tháo ra và chúng ta lắp cái strip on vào thôi. Một bạn ra hỗ trợ cho anh cái. Đây, strip on, anh cần strip on titan. Strip on titan. Với những cây mà kiểu thường này, cây bô chỉ bô không thôi. Đây là AKOVIC Racing Line. Nhưng mà gì? Dành cho chuẩn MT09. Đấy. Và cái họng này của Akamovic luôn là họng 52 nha anh em nhá. Nó không phải là họng 51 như cái bô copy rep bình thường đâu, mà nó luôn là họng 52. Nên là Quần Mèo Mô Tô luôn làm những cái slip-on titanium. Đấy. Chuẩn họng 52 để lắp cho bô real. Còn nếu mà anh em nào muốn lắp bô copy thì mình cũng có những cái cổ titan hay cổ inox này họng 51. Đấy. Lên nó sẽ như này. Và khi mà lắp lên thì nếu mà anh em thích chơi bô thì lắp lên chỉ có đút tụt này phát là xong. Đấy, chuẩn như zin luôn. Đấy, thì sau khi đó chờ chủ xe thay cái bô rìu thì mình sẽ review chi tiết cho anh em ở ngoài đường. Thì để lúc đấy là sẽ rõ ràng hơn. Vì là hiện tại ở đây nó hơi tối, showroom mình nó không có nhiều đèn. Review qua cho anh em xem về cái tổng phanh tổng phôn thôi. Ok anh em, cảm ơn anh em đã theo dõi một vlog Quần Mèo Ô Tô. Hẹn gặp lại anh em tại vlog sau nhé.